Kính thưa tất cả quý khán thính giả, gia đình và fan Góc Nhìn Hoàng Duy Hùng. Thứ Bảy ngày 5 tháng 11 năm 2022, từ thành phố Houston, Texas. Thưa quý khán thính giả, theo dõi thời sự ở Việt Nam, trong hơn tuần qua, các vị dân biểu chất vấn các vị bộ trưởng ở trong chính phủ của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Hai ngày qua thì các vị dân biểu chất vấn Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà về vấn đề bảo vệ các cán bộ dám đột phá, dám nói, dám làm và không phải bị chịu trách nhiệm, theo như là kết luận số 14 của Bộ Chính trị. Câu trả lời của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà tôi rất hài lòng khi bà cho biết trọng dụng nhân tài là yếu tố truyền thống của dân tộc, từ xưa đến nay và là quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước. Và nội dung này đã được thể hiện rõ trong nghị quyết văn kiện Đại hội thứ 13, đó là nhìn ra thế giới nhiều nước đã làm nên kỳ tích nhờ những nhân tài như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore. Bà cho biết đã có kết luận nhưng chưa có cơ chế thu hút nhân tài. Nên kỳ này bà nói căn cứ vào chủ trương của Đảng và theo tinh thần nghị quyết của Đại hội 13, Bộ Nội vụ đang xây dựng đề án chiến lược quốc gia về thu hút và trọng dụng nhân tài. Cùng với đó, Bộ sẽ xây dựng bộ cơ chế, chính sách hấp dẫn hơn, tốt hơn. Và bà cũng cho biết Thủ tướng cũng yêu cầu cố gắng năm tới có nghị định tổng thể bao quát để thu hút và trọng dụng nhân tài. Bà cho biết thêm Bộ cũng đang sắp xếp bộ máy tiết kiệm 25.600 tỷ đồng để tăng lương cho các cán bộ như là một hình thức thu hút nhân tài. Đây là một điều mà tôi lấy làm vui mừng vì có nhân tài thì đất nước mới có phát triển được. Nhưng có kết luận thu hút nhân tài, bảo vệ các cán bộ dám nghĩ, dám nói, dám làm thì vấn đề đặt ra nhiều khi làm mà còn mới thì có thể có những sơ suất, và có những sơ suất thì dễ bị đi vô trong lò lắm, làm cho nhiều người e ngại, không có sự bảo vệ và sẽ không có dám làm. Nên bà Phạm Thị Thanh Trà nói sắp tới Đảng và Nhà nước sẽ đề ra một chiến lược quốc gia để thu hút nhân tài, nhưng cũng có cơ chế để bảo vệ các cán bộ dám nghĩ, dám nói và dám làm là như thế. Tôi rất vui mừng và hoan hô. Nhưng là một người ở nước ngoài, tôi cũng mong rằng Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cũng cân nhắc vấn đề nghị quyết 36. Đón nhận tất cả những người Việt trước đây giàu có lầm lỗi gì đi nữa trở về với đất nước, thì làm sao có cơ chế để bảo vệ những người đó trở về với đất nước mà không bị ngày đêm tấn công liên tục? Để sao để cho có nhiều người an tâm quay về với Tổ quốc theo đúng tinh thần hòa hợp dân tộc của nghị quyết 36? Tôi xin đề nghị điều này. Vì chính nghị quyết 36 đã coi kiều bào ở nước ngoài là khúc ruột ngàn dặm của Tổ quốc. Và trong chỉ thị 45 lại nói rất rõ ràng đây là những đồng bào. Thì những người ở hải ngoại, giờ đây Đảng đã có ánh nhìn đó là họ là một bộ phận không thể tách rời khỏi được đất nước. Thì mong Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cũng đặt ra những cơ chế để bảo vệ những người trở về với Tổ quốc, hoặc là đặt ra kế hoạch để thu hút nhân tài trong những kiều bào. Đó là đề nghị nhỏ bé của tôi nhân xem các chương trình theo dõi Quốc hội chất vấn các bộ trưởng. Tôi cũng mong chính phủ Việt Nam cũng suy nghĩ để có cơ chế bảo vệ những người trở về với đất nước, và đặc biệt là cơ chế bảo vệ những nhân tài muốn trở về đóng góp cho đất nước, thì điều đó là phúc
cho dân tộc Việt Nam và cho tất cả các kiều bào sống ở nước ngoài. Đó là thông tin tôi xin gửi đến quý khán thính giả và góc nhìn của tôi về vấn đề này. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.